này là lần đầu tiên mà chúng tôi mổ trên cái phòng mổ tích hợp thế hệ mới nhất của hãng Castop. Cái hệ thống phòng mổ này nó được nâng cấp nó rất là nhiều, chuẩn hình ảnh nó được nâng tới 4K, cho phép người phẫu thuật viên có thể nhìn được những cái tổn thương và có thể thực hiện những cái kỹ thuật rất là tinh tế. Những cái đường ghép hoặc là cái đường khâu ấy, nó đảm bảo cái độ chính xác tuyệt đối. Gây mê phẫu thuật là cái máy gây mê mà thế hệ mới nhất, và tất cả những cái thông số kỹ thuật ở trong phòng mổ thì đều được sử dụng bằng các cảm biến tự động, đồng thời những cái điều kiện bảo đảm bên xung quanh về mặt an toàn của bơm khí cũng làm cho người phẫu thuật viên hết sức là yên tâm trong quá trình mổ. Với phòng mổ như thế này, không những là điều trị cho người bệnh với cái điều kiện tốt nhất mà còn dành cho cái việc chuyển giao kỹ thuật, cũng như chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp ở nước ngoài qua cái hệ thống truyền hình này.